Thưa quý vị, từ khuya 18 tháng 6 năm 2022, hàng chục cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế, Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phối hợp cùng Công an phường Hắc Dịch thuộc thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phong tỏa cây xăng Gia Khiêm Vũng Tàu tại khu phố 1, phường Hắc Dịch vì phát hiện tại đây tổ chức sản xuất xăng A95 giả. Sáng 19 tháng 6, một lãnh đạo Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã xác nhận vụ việc với phóng viên Báo Thanh Niên. Cũng theo lãnh đạo này, số lượng xăng A95 được làm giả là rất lớn. Theo thông tin ban đầu, xăng A95 được làm giả bằng cách pha trộn hóa chất cùng một lượng xăng A95 thật. Hiện vụ việc vẫn đang được Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu điều tra. Sáng 19 tháng 6, các lực lượng chuyên môn đã đến khám nghiệm hiện trường, đo khối lượng xăng dầu ở các bồn chứa, lấy mẫu đưa đi giám định. Thưa quý vị, xăng A95 hay còn gọi là xăng RON 95, đây là loại xăng được xếp vào loại xăng cao cấp và cực kỳ được ưa chuộng tại Việt Nam. Trong bối cảnh giá xăng liên tục tăng, việc cây xăng Gia Khiêm Vũng Tàu làm giả xăng A95 đã khiến dư luận không khỏi bức xúc. Phóng viên Báo Thanh Niên sẽ thông tin quá trình sản xuất xăng A95 giả tại cây xăng Gia Khiêm Vũng Tàu đến bạn đọc trong những tin tức tiếp theo. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Hãy để lại bình luận, đăng ký kênh và bấm vào nút chuông. Xin kính chào và hẹn gặp lại! Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.